Chào các bạn, hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt các thông số của bộ điều khiển tụ bù micro. Hướng dẫn này áp dụng được cho các cái mã PFR60, PFR80, PFR120 và PFR140. Đầu tiên chúng ta xem qua về cái cách tổ chức menu của cái đồng hồ này. Các bạn coi, khi bây giờ nó đang sáng ở chế độ auto, các bạn nhấn nút mode, nó sẽ qua current. Current ở đây nó sẽ hiện cho chúng ta là dòng điện. Ở đây hiện nay tôi là không có cấp dòng điện nên là dòng điện đang để là 0A. Nếu nhấn mode cái nữa thì nó sẽ ra THD, tức là độ méo sóng hài tổng. Thông thường cái độ méo sóng hài tổng này là nó sẽ nhỏ hơn 1,4 lần. Nhưng đối với lại các hệ thống mà nhiễu nhiều thì chúng ta sẽ có các hệ số lớn hơn 1,5, thậm chí là 2 lần hoặc là 3 lần. Trong hợp này là THD sóng hài rất là cao. Sau đó chúng ta nhấn mode cái nữa thì nó sẽ qua cái set code phi. Set code phi đây chính là cái code phi mà mình mong muốn. Thông thường thì chúng ta set là 0.95. Tuy nhiên là điện lực thì yêu cầu là 0.85, do vậy chúng ta có thể set khoảng 0.90 là được rồi, không cần cao hơn. Tiếp theo là hệ số CK. Hệ số CK là chúng ta dùng để nhập vào để mà bộ điều khiển hiểu rằng là một bộ tụ bù hoặc là một cấp tụ bù như vậy thì nó sẽ có cái giá trị tương ứng bao nhiêu phần trăm công suất. Và hệ số CK này được nhập vào là dựa vào cơ sở là cái bộ tụ đầu tiên, tức là bộ tụ gắn ở cái cấp số 1. Sau đó chúng ta có thể nhấn thêm mode lần nữa thì qua là sensitivity. Sensitivity có nghĩa là độ nhạy, là cái thời gian để mà đóng và cắt cái tụ ra khỏi hệ thống. Cái reconnecting time ở đây là cái thời gian để mà đóng lại một cái tụ mà trước đó nó đã đóng rồi. Rest step tức là số cấp tụ của chúng ta. Switching program tức là cái chương trình đóng cắt tụ tự động hay bằng tay, vân vân. Sau đó chúng ta nhấn thêm một lần nữa thì ra là THD limit. THD limit ở đây tức là có nghĩa là cái phần trăm sóng hài mà chúng ta cài đặt cho nó ngừng không có đóng cắt cái bộ tụ bù nữa. Cuối cùng nếu ta nhấn thêm một lần nữa thì tới alarm. Chúng ta lưu ý đèn alarm của ta đang chớp tắt. Các bạn nhìn thấy ở đây là alarm, đây là LOV, có nghĩa là thực ra là low voltage, có nghĩa là điện áp thấp. Do là tôi ở đây tôi dùng cái điện áp 220V để cấp vào hướng dẫn cài đặt thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cài đặt. Thông thường cái bộ điều khiển tụ bù micro thì chúng ta không cần phải cài đặt nhiều, chúng ta chỉ cần cài đặt các thứ sau đây. Thứ nhất là chúng ta cài đặt cho cái set code phi, thì thông thường 0.95 thì mình cũng khỏi luôn. Tiếp theo là CK. Chúng ta đặt là ATC, có nghĩa là auto. Và tiếp theo nữa là chúng ta cài đặt cái chương trình đóng cắt của nó, switch program là chúng ta để auto luôn. Và như vậy là chúng ta sẽ đấu theo sơ đồ như trong catalog nữa thì bộ điều khiển tụ bù này sẽ hoạt động được. Tuy nhiên hoạt động ở đây là chưa được gọi là chính xác lắm, chưa được tốt lắm. Chúng ta có thể tiến hành cài đặt tinh chỉnh các thông số để cho nó hoạt động tốt hơn. Để làm như vậy thì chúng ta thông thường chỉ cài đặt bốn bước thôi. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cài đặt cho chúng ta là cái set code phi. Thông thường chúng ta cài đặt, bây giờ để cài đặt set code phi chúng ta nhấn nút program, nó sẽ chớp tắt cái set code phi. Sau đó chúng ta sẽ nhấn mũi tên xuống. Ví dụ ở đây tôi chỉnh thành 0.90. Sau khi chỉnh 0.90 chúng ta nhấn nút program,
thì để lưu lại. Chúng ta nhớ là 0.90 sẽ có 0.90 IND và 0.90 CAP. Chúng ta sẽ chọn là 0.90 IND, nghĩa là hệ số công suất cốt phi chúng ta vẫn là chậm nhưng không phải là tăng, là nhanh. Chúng ta sẽ xin lỗi là cảm kháng chứ không phải là dung kháng. Chúng ta nhấn rồ gam cái nữa là lúc này lưu lại cài đặt. Ở đây đèn set cốt phi sẽ không còn chớp nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt cái hệ số CK. Ở đây là đang là ATC. Tuy nhiên chúng ta có thể cài đặt dựa vào cái hệ số biến dòng và cái dung lượng của từng cấp tụ, cụ thể là của cấp tụ nhỏ nhất. Thí dụ ở đây tôi sẽ dùng mỗi cấp tụ là 20 kVAr và biến dòng của tôi là 400/5. Thì tôi ca tra trên bảng thì chúng tôi sẽ thấy rằng là nó có hệ số CK là 0.35. Tôi sẽ cài 0.35, nhấn nút rồ gam, đèn CK sẽ chớp, chúng ta sẽ nhấn mũi tên xuống và chỉnh như thế nào tới 0.35. Và chúng ta nhấn rồ gam, lưu lại cái cài đặt này. Sau đó chúng ta sẽ cài đặt qua bước thứ 3 là chúng ta cài đặt số bước tụ để test. Ở đây chúng ta lưu ý là cấp tụ nhỏ nhất luôn phải đặt ở cấp tụ số 1. Và như vậy cấp số 1 luôn luôn sẽ là cấp sẽ có cái thông số là 001. Giả sử ở đây cấp số 1 tôi đặt 20K và tôi sẽ để nó là 001. Bây giờ chúng ta muốn cài đặt các cấp tiếp theo, chúng ta nhấn program để cho nó là chúng ta là nhấn mũi tên lên qua cấp số 2. Giả sử cấp số 2 tôi cũng gắn tụ 20K như vậy tôi cũng để là 001. Cấp số 3 giả sử tôi gắn 40K. 40K thì gấp 2 lần 20K như vậy tôi sẽ cài là 002. Tôi nhấn rồi gam. Giả sử cấp số 3, số 4 tôi vẫn là 20K tôi để là 002. Rồi. Lưu lại cài đặt. Cấp số 5 giả sử là tôi không xài, tôi có thể cài đặt nó là 000. Lưu lại. Cấp số 6 giả sử ở đây xin lỗi các bạn, cấp số 5 là 000, nhấn nút cài đặt. Cấp số 6 bây giờ chúng ta có thể giả sử tôi dùng cho quạt thì tôi sẽ cài nó là sẽ là dùng cho quạt, quạt là sẽ ký hiệu là chữ fan. Ở đây chúng ta có thể có alarm là dùng để cảnh báo, mà đây tôi dùng cho quạt nên tôi sẽ để là fan. Chúng ta nhấn nút program để cài đặt. Và cuối cùng chúng ta qua cài đặt cái switch program, chúng ta để auto nữa là chương trình sẽ chạy tự động. Khi chạy tự động thì chúng ta lưu ý là bộ điều khiển sẽ dò một thời gian ngắn rồi mới tiến hành đóng cắt. Để chuyển đổi qua chế độ bằng tay để thử các cấp tụ, chúng ta sẽ nhấn nút ở ngay chế độ là switch program. Chúng ta nhấn nút program, chớp tắt cái đèn switch program, sau đó chúng ta nhấn mũi tên lên và chúng ta sẽ chuyển thành chữ main. Đây, N gạch A có nghĩa là ký hiệu chữ manual. Chúng ta nhấn program. Ở chế độ này này, chúng ta nhìn thấy là đèn manual sẽ sáng và khi chúng ta muốn đóng tụ thì chúng ta chỉ việc nhấn mũi tên lên, nó sẽ đóng tụ, đóng từng cấp tụ. Và nhấn mũi tên xuống thì nó sẽ cắt các tụ ra. Ở đây là do tôi dùng điện áp 220V để cấp nguồn, như vậy thì nó sẽ không có thực hiện cái việc đóng các cấp tụ vào. Bây giờ còn một vấn đề nữa là chúng ta lưu ý vấn đề lắp biến dòng và lấy cái mẫu áp. Đối với bộ điều khiển PFR 140, 120, 80 và 60 thì chúng ta lấy điện áp nuôi ở 2 pha AB chẳng hạn, thì biến dòng chúng ta phải lấy ở pha C. Ở đây chúng ta lưu ý thêm là cái thông tin về THD limit. Giả sử ở chỗ sóng hài chúng ta là ít thì chúng ta có thể để 0.5 như mặc định. Nếu mà chỗ chúng ta sóng hài lớn thì chúng ta có thể cài đặt cho nó cao lên. Ví dụ ở đây chúng ta cài lên, đây là phần trăm ha, 50%, chúng ta có thể cài đến 2. Nếu chúng ta muốn chúng ta có thể chỉnh cao hơn nữa.
Và nếu mà sóng hài chúng ta quá lớn thì buộc lòng chúng ta phải chỉnh chế độ cho nó là off. Off là chúng ta sẽ chỉnh xuống cho nó nhanh. Xuống không là chúng ta chỉnh thành off. Khi chúng ta chuyển thành off thì chúng ta lưu ý là khi sóng hài cao bao nhiêu đi chăng nữa thì bộ điều khiển cũng tiến hành đóng cách. Tất nhiên là đóng cách nó sẽ không có ổn định, tại vì sóng hài nó ảnh hưởng đến cái chuyện là lưu cái giá trị. Lưu cái, chúng ta để off chăng nữa thì là coi như là sóng hài có hay không thì nó cũng đóng cách. Và như vậy thì quá trình đóng cách nếu mà có sóng hài ảnh hưởng thì nó sẽ không có tác động đúng cái để điều chỉnh cái hệ số công suất. Chúc các bạn thành công.